Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập 2, phần luyện tập và vận dụng trong 138, sách giáo khoa môn địa lý lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Khi xây dựng nhà, chúng ta sử dụng những vật liệu gì có nguồn gốc từ khoáng sản? Như các em đã biết, khoáng sản là những khoáng vật và khoáng chất có ích nằm trong lớp vỏ trái đất được con người khai thác và sử dụng. Dựa vào thành phần và công dụng thì người ta chia thành khoáng sản kim loại, phi kim và năng lượng. Để xây dựng một ngôi nhà kiên cố và vững chắc, chúng ta có thể sử dụng các vật liệu có nguồn gốc từ khoáng sản như là đá vôi, xi măng, sắt. Để trang trí cho ngôi nhà của mình, chúng ta có thể sử dụng các loại khoáng sản như thủy tinh, gốm sứ, đá lát, v.v. Vậy là cô và các em đã vừa giải xong bài tập 2, phần luyện tập và vận dụng trong 138, sách giáo khoa môn địa lý lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé! Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo!